Nàng tiên huyền bí. Ngày xưa, trong trường học cổ tích có một nàng tiên rất giỏi ma thuật và thông minh, nhưng cô ấy lại là tiên nữ rất xấu xí. Dù cô ấy có phẩm chất tuyệt vời như thế nào thì các nàng tiên khác cũng xa lánh vì nàng quá xấu xí. Sao lại có một tiên nữ xấu xí như vậy chứ? Đáng lẽ trường học cổ tích này không nên có cô ta ở đây. Có cô ta là điều đáng xấu hổ cho danh xưng tiên nữ của chúng ta. Chà, ma thuật của cô ấy cũng mạnh mẽ và nhanh nhạy đấy, nhưng chẳng thể bù đắp được cho nhan sắc quá tệ của cô ta. Điều quan trọng nhất của một nàng tiên chính là vẻ đẹp, còn cô ấy lại quá xấu xí, thật đáng tiếc. Đúng thế, cô ta không xứng với danh xưng là tiên nữ. Tốt nhất chúng ta hãy phớt lờ cô ta đi. Các nàng ơi, chúng ta cùng đến khu làng ước mơ để xem còn ai khác gặp khó khăn thì cùng giúp đỡ đi. Úi, đừng lại gần, xấu xí, đi khỏi đây. Đồ bất thường, đừng đến gần chúng ta. Tôi chỉ muốn cùng mọi người. Thôi, khỏi cần cùng ai, cô sẽ làm ô uế danh xưng tiên nữ của chúng tôi mất. Từ xưa tới nay, chưa từng có một tiên nữ nào lại xấu xí như cô đâu. Chúng ta là tiên nữ thì đều phải xinh đẹp. Chắc chắn cô không phải là tiên nữ, mà là phù thủy xấu xa lạc vào đây. Không phải thế, tôi là tiên nữ. Từ lúc tôi được sinh ra, mọi người đều biết mà. Tôi cũng thông minh và tốt bụng, những phẩm chất đó chỉ có ở tiên nữ. Đúng là cô thông minh nhất, tốt bụng nhất trong tất cả các nàng tiên, nhưng cô cũng là một tiên nữ xấu xí nhất. Còn tôi thì nghi lắm, phù thủy xấu xa cũng có thể làm phép thuật thâm nhập vào thế giới tiên nữ được đấy. Có lý. Không thế thì tiên nữ chúng ta làm gì có ai xấu như cô ta. Tốt nhất cô tránh xa chúng tôi ra, chúng tôi không muốn đi cùng cô đâu. Dù tôi đã từng thể hiện rất nhiều phẩm chất tuyệt vời của mình nữa. Đúng thế, cho dù cô có thể hiện những phẩm chất tuyệt vời như thế nào thì cũng không xứng với danh xưng tiên nữ đâu. Sao mọi người lại bất công với tôi như thế? Chúng ta đều thuộc thế giới thần tiên mà. Chỉ mình cô nghĩ thế thôi. Thế giới thần tiên không có ai xấu xí cả. Tốt nhất cô nên rời đi đâu đó và sống một mình đi. Đừng nói rằng mình là tiên nữ nữa. Con lại đang định tìm kiếm phép thuật giúp mình trở nên xinh đẹp ư? Con không muốn bị xa lánh, con cần sử dụng phép thuật để làm đẹp cho mình. Con yêu, đã hơn một lần mẹ nói với con rằng con hãy là chính mình. Con chỉ đẹp khi con là chính mình. Nhưng chẳng ai công nhận con là tiên nữ cả. Tất cả các tiên nữ đều xinh đẹp, cả mẹ cũng xinh đẹp, chỉ mình con xấu xí. Rồi thời gian sẽ chứng minh xinh đẹp không thể làm nên tất cả. Con hãy tự tin vào mình, đừng nghi ngờ bản thân vì bất kỳ lý do nào. Con hiểu chứ con yêu? Con chuyện gì thế mẹ? Có chuyện rồi. Hình như bọn phù thủy đã tấn công vùng đất của chúng ta. Đúng rồi, con nghe tiếng cười man rợ của những phù thủy. Chúng ta ra ngoài xem sao con yêu. Vâng ạ. Khởi thần chú, hãy ẩn nấp trong quần áo của ta, để khi cần ta sẽ sử dụng. Đúng là các phù thủy đã tấn công và phá hủy vùng đất của các tiên nữ. Chúng bắt và đưa tất cả các tiên nữ và pháp sư vào tù. Đứng lại! Thì ra người không phải tiên nữ. Thôi, mau tìm kiếm xem còn tiên nữ nào nữa không thì bắt lại cho ta. Vâng. May quá, mụ ta không nhận ra mình cũng là tiên nữ. Con chỉ đẹp khi con là chính mình.
xinh đẹp không thể làm nên tất cả. Cậu hãy tự tin vào mình, đừng nghi ngờ bản thân vì bất kỳ lý do nào. Lần đầu tiên mình thấy xấu xí cũng là một lợi thế. Chúng ta đoán không sai, cô ta chính là tay trong của bọn phù thủy. Quả đúng như thế, kẻ xấu xí nên tâm địa cũng xấu xí, làm sao có thể là tiên nữ được. Ngay từ đầu, cô ta đã trà trộn vào thế giới tiên nữ của chúng ta nhằm mục đích dẫn đường cho bọn phù thủy đến tấn công. Tất cả chúng ta đã bị cô ta đánh lừa bởi những phẩm chất tốt đẹp của cô ta. Giờ thì cô ta đã lộ bộ mặt thật, chúng ta đã rơi gọn vào bẫy của cô ta. Giờ phải làm thế nào bây giờ? Phải rồi, mình đã đặt những câu thần chú ẩn nấp trong quần áo của mình, đã đến lúc sử dụng tới nó. Chúng ta cần phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Tốt lắm, ngươi làm tốt lắm. Giờ thì mọi người có thể dự tiệc rồi đấy ạ. Tuyệt, tất cả hãy dự tiệc mừng chiến thắng nào. Mọi người mau chạy đi. Cô giải thoát cho chúng tôi ư? Cô ấy không phải đồng bọn của phù thủy. Tại sao tôi là đồng bọn của phù thủy xấu xa chứ? Mọi người hãy mau rời khỏi đây. Chúng tôi đã thấy cô đi cùng bọn phù thủy, chúng không hề trói cô giống như chúng tôi. Chỉ có đồng bọn với nhau mới làm như thế. Nhưng tôi là tiên nữ, chỉ là một tiên nữ xấu xí thôi. Thì ra cô đã sử dụng vẻ xấu xí của mình trà trộn vào bọn phù thủy để cứu mọi người ư? Đúng vậy, trước khi rời đi, hỡi thần chú, hãy ẩn nấp trong quần áo của ta, để khi cần ta sẽ sử dụng. Tôi đã kịp đặt thần chú vào quần áo của mình. Khuôn mặt xấu xí của tôi đã giúp tôi vượt qua được bọn phù thủy. Bằng cách đó, tôi có thể đi theo các phù thủy đến hang ổ của họ. Tôi đã sử dụng phép thuật của mình để chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho mọi người, trang trí hang động để chúng vui vẻ với bữa tiệc ăn mừng. Trong lúc đó, tôi rời đi đến đây để giải thoát cho mọi người. Tất cả chúng ta đã nghĩ sai về cô ấy. Chúng ta thật đáng xấu hổ. Đúng thế, chúng ta mới thực chưa xứng là tiên nữ, luôn nghĩ xấu về cô ấy, cứ cho rằng cô ấy là phù thủy trà trộn vào thế giới tiên nữ để phá hoại. Không không, tất cả chỉ vì tôi quá xấu xí. Giờ thì chúng tôi đã nhận ra xấu xí không phải là một điều xấu xa. Thành thật xin lỗi cô. Mọi người đã vui vẻ và chấp nhận sự xấu xí của tôi là tuyệt rồi. Không còn thời gian nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Đúng rồi, nhanh lên nào mọi người ơi. Cuối cùng, khi tất cả các tiên nữ được tự do, họ cùng nhau thực hiện phép thuật lớn, bẫy các phù thủy nhốt bên trong ngọn núi mãi mãi. Hơn thế nữa, mọi người không bao giờ quên sự dũng cảm, trí thông minh của nàng tiên xấu xí. Kể từ đó, không ai trong vùng coi sự xấu xí là một sự ô nhục. Bất cứ khi nào một ai đó xấu xí được sinh ra, mọi người đều rất vui vì biết những điều tuyệt vời đang chờ đợi phía trước. Phút giây hạnh phúc nhất của ta là đây. Mẹ ta nói đúng. Chúng ta không nên thay đổi theo cách người khác nhìn nhận về chúng ta, vì ta có thể đạt được những điều tuyệt vời mà ta có trong mình. Ngày xưa, có một ông vua giàu có. Nhà vua rất thích cảnh trí và các loại cây trong ngự uyển. Ngài sở hữu một khu vườn thiên, trông độc một loại táo quý. Hôm nay, ta gọi các khanh đến để thưởng thức táo đầu mùa do đích thân ta hái xuống. Chúng thần tạ ơn đức vua, không ngờ có dịp được thưởng thức táo quý thế này ạ. Thật là diễm phúc cho chúng thần ạ. Đây là loại táo quý hiếm, quanh năm chỉ ra được 100 quả. Ai ăn một trái sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, tràn đầy sinh lực. Táo ngọt quá, lại còn mọng nước nữa, đúng là mùa vị hiếm thấy. Quả đúng là mỹ vị nhân gian. Nhưng nhà nói cây táo này ngoài đức vua ra không ai có thể hái được quả. Tại sao lại thế?
Thế ra ngài mới thăng chức nên không biết. Nhà vua đã ra lời thề nguyền rằng ai hái trộm táo sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất trăm sải tay. Lời nguyền đó có thật sao? Tôi nghe nói có kẻ vào trộm táo đã gặp kết cục bi thảm, nhưng mới chỉ là lời đồn đại, chưa ai chứng kiến tận mắt. Thảo nào cây táo quý hiếm thế này mà không bị mất đi dù một quả. Thật đáng sợ, nếu hái táo sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất. Tiết trời đã sang thu, táo trên cây đổ màu đỏ tươi. Táo sai ơi là sai, táo trĩu cành từ trên ngọn tới gần mặt đất thưa công chúa. Đúng vậy, mùi táo thơm ngọt bay khắp nơi, nhưng không có thấy quả táo nào rụng dưới gốc cây cả. Ta muốn được ăn một trái táo quá. Nhưng công chúa không nhớ lời nguyền của đức vua sao? Chúng ta không được hái đâu ạ. Vua cha rất thương yêu ta. Việc vua cha thề nguyền chắc chỉ là đối với người ngoài, chứ không phải đối với con gái của mình đâu. Để ta thử xem nào. Thưa công chúa, xin người đừng làm vậy. Quốc vương biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình mất. Chúng thần cũng sẽ bị trừng phạt. Chuyện có gì đâu mà sao ngươi phải trầm trọng hóa lên như thế? Nhìn ta hái đây này, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trời, ngon quá. Ta chưa bao giờ ăn trái táo ngon ngọt như thế. Người có muốn thử không? À! Trời ơi, công chúa, có ai không? Cứu với, công chúa bị chìm sâu xuống lòng đất rồi. Người nói cái gì? Công chúa đã hái táo và bị chôn vùi dưới lòng đất sao? Tại sao người dám để công chúa ăn trái táo đó chứ hả? Xin đức vua và hoàng hậu tha tội. Tỳ nữ đã khuyên nhưng công chúa vẫn tự làm theo ý mình. Công chúa từ nhỏ vốn đã bướng bỉnh rồi. Chính vì người đã ra cái lời nguyền quái quỷ đó đấy thưa đức vua. Giờ biết công chúa ở nơi nào đây? Không biết còn có gặp nguy hiểm gì không? Nàng hãy bình tĩnh, hoàng hậu. Ta nhất định sẽ đi tìm công chúa bằng mọi giá. Các người nghe đây, đức vua ra lệnh tất cả dân quốc tìm cho được tung tích công chúa. Ai tìm ra được, đức vua sẽ gả công chúa làm vợ cho người đó. Trời ơi, công chúa mất tích sao? Thảo nào, hoàng cung đang náo loạn cả lên. Không biết ai có đủ can đảm đi tìm công chúa, người đó sẽ được thưởng hậu hĩnh. Hans, Nan, hai anh đã nghe thấy gì chưa? Đây chẳng phải là cơ hội cho chúng ta sao? Đúng vậy, biết đâu chúng ta sẽ là kẻ may mắn tìm được công chúa. Lúc đó một nửa vương quốc này chả phải sẽ thuộc về chúng ta, cả đời hưởng thụ ăn sung mặc sướng phải không Hans? Đức vua và hoàng hậu chắc đang rất đau buồn và mong nhớ công chúa. Tôi cũng muốn giúp một tay. Vậy được, chúng ta lên đường thôi. Họ đã đi tìm công chúa suốt 8 ngày đêm, băng qua nhiều đoạn đường hiểm trở, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của công chúa. Chỗ thức ăn của chúng ta mang theo đã sắp cạn rồi. Có lẽ ngày mai phải đi săn một chuyến. Hôm nay có lẽ chúng ta lại phải ngủ ở ngoài trời rồi. Đi bộ mấy ngày đồng, chân tôi đã mỏi rã rồi. Không phải đâu, ở kia có một lâu đài. Chắc chắn chủ nhân của nó sẽ cho chúng ta ngủ nhờ đêm nay. Cửa không đóng hả? Xin hỏi, chủ nhân của lâu đài này là ai vậy? Thật lạ quá, lâu đài này hình như không có một bóng người. Nhưng mọi thứ vẫn sáng bóng như mới. Có thể họ tạm đi vắng ít ngày thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cứ vào trong thôi, ngoài trời sương xuống lạnh lắm, chúng ta sẽ chết rét mất. Đến sáng mai, khi chủ nhân lâu đài này quay về, chúng ta sẽ xin phép sao vậy? Chà, súp vẫn còn nóng, như là mới nấu xong vậy. Mùi vị thơm lừng khiến bụng tớ sôi réo. Mặc kệ đi, tớ đói lắm rồi, không để ý được nhiều nữa, chén đã. Nhưng chỗ thức ăn này đâu phải là của chúng ta. Cứ lấp đầy cái bụng đã Hans, mai chúng ta có thể trả cho chủ nhân lâu đài này một chút tiền, coi như trả ơn họ. Cậu nói phải Carter, tớ cũng đói ngấu rồi. Sau khi ăn uống say sưa, họ chia phiên nhau canh gác buổi tối để đề phòng có sự bất trắc xảy đến. Cố gắng canh hai canh giờ nữa thôi, rồi mình sẽ được giấc ngủ ngon. Xin chào chủ nhân của lâu đài. Anh có thể bố thí cho vị khách phương xa này một mẫu bánh mì không? Đã mấy ngày nay ta không có gì vào bụng. Ta không phải chủ nhân nơi đây, nhưng thấy ông tội nghiệp, ta sẽ chia sẻ cho ông chút đồ ăn. Cảm ơn lòng tốt của anh.
Này ông làm cái trò gì vậy? Tại tôi lỡ tay, phiền anh nhặt giúp tôi được chứ. Cái gì? Có thế mà không tự nhặt được hay sao? Miếng ăn vào mồm rồi mà còn lười biếng thì không đáng được ăn tí nào cả. Xương cốt của tôi đã nhão cả ra, xin cậu thương tình cho kẻ già cả này. À, chính tôi nhìn thấy ông cố ý dứt bánh xuống đất mà còn dám bảo tôi cúi xuống nhặt sao? Định lôi tôi ra làm trò đùa sao? Hôm nay tôi sẽ cho ông một trận, để ông biết ca tơ này không phải là kẻ có thể giỡn mặt, nghe chưa? Ôi, ôi, xin tha cho tôi. Ôi, ôi. Ngươi hãy cút ra khỏi đây, để ta gặp lại một lần nữa thì biết tay ta. Ngươi chẳng phải là kẻ tử tế. Hai canh giờ sau, đến lượt Nan phải canh lâu đài, anh ta cũng gặp người tí hon kỳ quái và cho lão ta một trận. Vừa nãy cậu canh cổng lâu đài có gặp chuyện gì không ca tơ? Cũng chẳng có chuyện gì. Một gã tí hon không biết điều, tớ đã cho lão một trận nên thân. Tớ cũng vậy đấy, không biết hắn còn dám giáp mặt tới nữa không. Thôi, tớ buồn ngủ lắm rồi. Đó là phiên canh gác của Hans, hãy để kệ cậu ta xử lý. Xin chào chủ nhân tòa lâu đài, cậu có thể bố thí cho tôi ít đồ ăn không? Bụng tôi đã đói ngấu rồi. Ông hãy chờ ở đây, tôi sẽ vào lấy chút bánh mì đưa cho ông. Ôi, tôi lỡ tay. Cậu làm ơn nhặt giùm tôi với. Của ông đây, ông ăn đi cho đỡ đói. Tôi không phải chủ nhân đích thực của tòa lâu đài, nên chỉ giúp ông được đến thế. Chàng trai trẻ, cậu là người tử tế. Vì thế tôi sẽ nói cho cậu biết tung tích của công chúa bị giam dưới lòng đất. Gì kia, ông thật sự biết công chúa đang ở đâu sao? Tất nhiên rồi, vì tôi cũng là người ở trong lòng đất, và ở đó có hàng ngàn người tí hon như tôi. Cậu cứ đi đúng theo chỉ dẫn của bản đồ, cậu sẽ tới một cái giếng rất sâu nhưng đã khô cạn. Đó là cánh cửa dẫn tới thế giới lòng đất. Ở đó có ba buồng. Buồng ở giữa là nơi giam giữ công chúa, có một con rồng nhiều đầu đang canh giữ công chúa. Vậy làm cách nào để tôi có thể cứu được công chúa? Phải chặt được hết những chiếc đầu của con rồng. Cảm ơn ông, chúng tôi có ba người sẽ cùng nhau chiến đấu để đưa công chúa về. Hai người bạn của cậu không thật lòng và cũng không muốn chịu hiểm nguy để đi tìm công chúa, nên cậu phải thật cảnh giác. Nay để đền ơn cậu, tôi sẽ cho cậu ba bảo bối. Bảo bối thần kỳ hả? Tôi có nằm mơ không? Đây, một con dao thợ săn có thể giết trọc, một cái lục lạc loại chuông đeo ở cổ ngựa và một cây sáo thần. Cậu hãy thông minh khi dùng chúng, ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Cảm ơn người tí hon tốt bụng, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông. Hans, tối nay canh gác, cậu có gặp phải chuyện gì không? Ồ, mọi chuyện tốt cả. Có một người tí hon đã chỉ chỗ của công chúa cho tớ. Cái gì? Cậu biết nơi ở của công chúa hả? Các cậu hãy nhìn vị trí mà tấm bản đồ này đánh dấu. Ăn bữa sáng xong, chúng ta sẽ lên đường. Nhưng lỡ người tí hon này lừa gạt chúng ta thì sao? Ông ta liệu có đáng tin không? Hay chỉ là muốn đánh lừa chúng ta mà thôi? Đúng vậy, không thể đi cả đoạn đường xa thế kia rồi thành công cốc được. Tớ tin ông ấy là người tốt bụng và không có ý đồ xấu. Đằng nào chúng ta cũng chẳng biết công chúa ở đâu, sao không thử vận may một lần cơ chứ? Cậu nói cũng phải. Nào, mau chuẩn bị các thứ thôi. Các cậu nhìn kìa, kia đúng là cái giếng vị trí mà bản đồ đánh dấu. Ông ta không lừa chúng ta đâu. Có vẻ đây là cái giếng rất sâu, không biết ở dưới kia có nguy hiểm gì không? Chẳng phải cậu ta nói có con rồng nhiều đầu hả? Chúng ta xuống đấy, khéo không cứu được công chúa rồi lại bỏ mạng ở đó cũng nên. Nhưng đã đến đây rồi, không thể bỏ mặc sự sống chết của công chúa được. Hay là cả ba chúng ta cùng xuống? Thôi thôi, cậu chính là người nảy ra đến nơi này đầu tiên thì cậu phải xuống trước chứ. Phải đó, chứ chẳng lẽ chúng ta phải chịu trách nhiệm cho quyết định sai lầm của cậu hả? Cậu xuống trước phải nhất. Hơn nữa, trên này cũng cần có người cảnh gác. Ngộ nhỡ cái tên tí hon lừa đảo đó gây ra chuyện gì, chúng tớ còn có thể ứng cứu kịp thời. Được, vậy tớ sẽ xuống trước. Có chuyện gì tớ sẽ lắc cái lục lạc này. Trời ơi, không biết đã bao nhiêu người bỏ mạng nơi này rồi. Mình phải thật cẩn thận, không sẽ làm mồi cho con rồng nhiều đầu đó. Chắc chắn là tiếng ngáy của rồng thần rồi. Phải tranh thủ lúc nó còn đang say giấc để hành động. Phụ vương,
Mẫu hậu, con không muốn ở đây nữa, con muốn trở về nhà. Trời ơi, chàng là ai? Sao chàng lại vào được đây? Ta là Hans, đến đây để giải thoát cho nàng. Nàng hãy tránh ra, để ta giết con rồng chín đầu này. Nó rất hung dữ, sức lực tàn bạo, không ai có thể địch được nó đâu. Nàng yên tâm, người tí hon đã cho ta con dao thần, hôm nay ta quyết sẽ sống mái với nó một phen. Nàng hãy lùi xuống, kẻo nguy hiểm. À, ha, ha, ha. Người to cao hơn bọn tí hon đấy, nhưng cũng chỉ là miếng mồi nhỏ xíu của ta thôi. Hôm nay là ngươi tự dẫn sắc đến đây nha. À, chết ta rồi. Chàng thật dũng cảm và gan dạ. May mắn ta gặp được chàng, nếu không sẽ không bao giờ trở về được nữa. Chúng ta hãy mau ra miệng giếng, bạn của ta đang đợi trên đó rồi, họ sẽ kéo chúng ta lên. Nàng lên trước, rồi lát ta sẽ lên sau. Hans, chàng phải lên ngay đó, ta sẽ đợi chàng ở trên này. Trời ơi, công chúa, chúng ta đã đi suốt nhiều ngày chỉ để tìm gặp nàng thôi. Ta là Carter, còn ta là Nen, hân hạnh được quen biết công chúa. Hãy mau kéo Hans lên, chàng ấy vẫn còn ở dưới đó. Tất nhiên rồi, chúng tôi sao có thể bỏ lại người bạn đồng hành đó được. Giờ chúng ta sẽ kéo Hans lên giữa chừng, rồi thả sợi dây xuống, nó sẽ hết đời. Mất đi một người thì tiền thưởng của ta sẽ cao hơn gấp bội. Hai người bạn của cậu không thật lòng và cũng không muốn chịu hiểm nguy để đi tìm công chúa, nên cậu phải thật cảnh giác. Mình quen biết Carter và Nan đâu phải ngày một ngày hai, nhưng lòng dạ con người thâm sâu, cứ cẩn thận thì hơn. Nếu mình nghĩ qua cho họ, mình sẽ xin họ tha thứ. Đến lúc rồi. Lần này hết đời thằng Han rồi. Mau đưa công chúa về cung lĩnh thưởng, chúng ta giàu rồi. Hãy nhớ bảo nhà vua gả công chúa khác cho tớ đó. Đúng là trời đã ban may mắn này cho chúng ta. Họ là bạn ta, mà đứng trước lợi ích, sẵn sàng tước lấy sinh mạng của ta. Giờ làm sao có thể thoát khỏi đây? Lẽ nào mình sẽ chết một ruộng trong cái giếng khô này sao? Chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu của mình hết. Hai người đã dứt giả rồi, ta nhất định sẽ gả công chúa cho một trong hai người và ban thưởng hậu hĩnh như đã hứa. Tạ ơn đức vua. Vậy chàng Han đâu? Chính chàng ấy mới là người xuống giếng sâu cứu ta. Công chúa không nhớ gì sao? Lúc chúng tôi kéo Han lên thì đã bị những người tí hon hung dữ dưới giếng dây chặt lấy. Đúng vậy, cậu ấy đã không còn. Công chúa vì quá đau buồn mà ngất đi. Chúng tôi lĩnh sứ mệnh đưa công chúa về cung theo đúng nguyện vọng trước khi Han mất. Trời ơi, Han, lẽ nào chàng ấy đã mất rồi sao? Xin nhà vua hãy xem xét lại, thần mới là người cứu được công chúa. Thần chưa chết, còn hai anh kia đã âm mưu giết hại tôi để đoạt công trạng. Đúng là Han rồi, chàng đã trở về. Người nói vậy là sao? Hãy giải thích tường tận cho ta nghe. Đằng nào ngồi ở đây cũng chỉ có con đường chết, còn một bảo bối mà người tí hon tặng. Nhưng ở đây có vui thú gì đâu mà thổi sáo. Nhưng dù sao, chết trong vui vẻ còn hơn là bị nỗi buồn chán nhấn chìm. Ô, chào các chị. Sao ở đây lại có nhiều người tí hon thế này? Nơi đây là thế giới lòng đất, ở chỗ cư ngụ của chúng tôi. Cậu là người tử tế nên bị hãm hại, nhưng người tí hon ở đây sẽ thay phiên nhau đưa cậu lên tới mặt đất. Cảm ơn các chị thật nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên ơn các chị. Han đi theo những người tí hon qua một đường hầm phát sáng, cậu tới thẳng gian phòng của lâu đài. Nhà vua, xin đừng nghe hắn nói lời sàng bậy. Hắn cố tình bịa ra chuyện kỳ bí này để lừa đức vua. Thần vẫn còn mang theo con dao thần và chiếc dễ rồng làm tin.
họ còn chưa đặt chân xuống dưới giếng mà dám ăn nói quang đường. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Mấy đâu, lôi hai tên phản trắc kia ra và giam vào ngục tối. Anh xin đức vua tha tội. Chúng thần không dám bịa chuyện nữa đâu ạ. Chúng thần đã biết tội của mình rồi. Hạnh ơi, cứu chúng mình với. Vậy là đức vua đã gả công chúa cho chàng thợ săn han tốt bụng, dũng cảm. Họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Con thỏ non tơ kia vào tầm ngắm của ta rồi. Vui đây. À, cao. Trời ạ, con thỏ này chạy nhanh quá. Mình đến hụt hơi mất thôi. Chả lẽ ta đây lại thua con thỏ ranh ấy. Tên cáo sắp đuổi kịp mình rồi. Phải nghĩ cách mới mong thoát được cáo. À, mình nhớ ra rồi. Có một chỗ tuyệt hảo để lừa nó. Cái thằng cáo to xác ấy đừng hòng đuổi được mình. Đầu hàng đi con thỏ ngốc nghếch kia. Thôi chết. Ôi trời ơi, cứu, tôi không biết bơi. Con thỏ đánh kia, lần sau mà thảy mì ta sẽ cho mì một trận ra trò. Ra là cái giếng cạn, chỉ có chút ít nước thôi. May quá. Trời ơi, rớt xuống giếng rồi, làm sao mà lên được đây. May quá, thoát được cáo rồi. Ô kìa bạn thỏ kìa, giúp tôi lên với bạn thỏ thân mến ơi. Đồ cáo gian xảo, nãy còn đuổi ta chối chết mà. Giờ mày đặt bạn thân mến ơi, nghĩ ta tin người chắc, cứ ở đó mà chết đi. Nè bạn thỏ, đứng đây, đứng đây. Vậy là bị kẹt dưới này rồi. Bực mình quá, cứ tưởng bắt được con thỏ, ai ngờ bị con thỏ ranh lừa rơi xuống thế này. Xấu mặt ta đầy quá, làm sao để lên được đây. Cha cha, cỏ non, cỏ non, ngon quá đi thôi. À, no căng bụng rồi. Hôm nay thật là một ngày tốt mà. Giờ đi uống hớp nước mát nữa rồi về đi ngủ là tuyệt. À, có cái giếng nước kia rồi. Làm thế nào để uống bây giờ nhỉ? Ok, chào bạn dê. Chào anh cáo. Anh ở dưới đó uống nước á hả? Làm sao mà anh có thể xuống được đáy giếng hay vậy? Ừ, nước ngon quá ấy chứ. Đấy, tôi chừa phần bạn đấy nhé. Uống nhiều vào. Vâng, cảm ơn bạn cáo. Ngon quá. Vừa ăn no, xong giờ uống nước. Thật khoan khoái quá trời. Giờ đi làm một giấc thôi. Ồ, sao thành giếng cao thế này? Giờ làm sao mà leo lên đây? Bạn bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tôi có cách nè. Có cách sao? Cách gì vậy bạn cáo? Bây giờ nha, bạn hãy gác hai chân trước lên thành giếng, rồi dựng sừng lên.
tôi sẽ trèo lên lưng bạn rồi nhảy lên trước. Khi lên được rồi, tôi sẽ kéo bạn lên. Vậy là cả hai chúng ta đều ra được. Ồ, được đấy. Nào, dựng chân thế này phải không? Đúng rồi, đứng yên nha, tôi lên trước đây. Thoát rồi, số ta gặp may. Sao lại có con dê ngu ngốc đến vậy? Bạn cáo ơi, bạn đâu rồi? Kéo tôi lên với, bạn hứa với tôi rồi mà. Phải nói sao giờ nhỉ? Thôi, tôi đi nhé. Chúc bạn ở lại uống nước vui vẻ. Uống xong, bạn sẽ có trí tuệ thông thái đó. Kéo tôi lên với chứ. Chẳng phải bạn bảo lên rồi sẽ kéo tôi lên sao? Bạn nói thì phải giữ lời chứ. Này, ông bạn của tôi ơi, sao lại trách tôi như vậy mà không nhìn lại mình đi? Nếu như ngay từ đầu, ông bạn đủ thông minh thì ông đã không nhảy xuống giếng rồi. Sao tôi có thể kéo ông lên được cơ chứ? Thôi, tôi phải về nhà đã đây. Cả ngày ở dưới giếng lạnh hết cả người rồi. Phải về hang nằm cho ấm và đánh một giấc đây. Đồ cáo tráo trở. Nhưng cũng là tại mình thật. Cứ tưởng hắn ngon ngọt là muốn tốt cho mình, là bạn của mình. Ai dè hắn chỉ lợi dụng mình mà thôi. Nếu ngay từ đầu mình cẩn thận nghĩ đến hậu quả thì mình đã không rơi vào tình cảnh này. Giờ thì đành đợi xem có ai đi qua không để nhờ cứu giúp thôi. Ai cứu tôi với? Cứu tôi với! Ai cứu tôi ra khỏi cái giếng này với? Bác tặng sóc nè, lọ mật ong này cháu ăn cũng phải được một tháng đấy. Cháu cảm ơn bác ạ. Từ hôm đau chân, cũng may có bác và mọi người thương tình cho cháu đồ ăn. Nếu không thì... Cháu đừng khách sáo như vậy. Cháu tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, nên ai cũng rất yêu thương cháu. Đúng đấy, tớ có nải chuối này, cậu cầm lấy mà ăn, cho nhanh khỏe nha. Cháu cảm ơn mọi người nhiều ạ. Ta để ý nhiều lần, thấy con sóc ngốc nghếch ấy hay được mọi người cho nhiều đồ ăn, sao không ai cho ta dù chỉ là một quả chuối thôi hả? Các người làm gì mà vui vẻ thế? Cho tôi chờ với. Có sói, có sói, chạy mau, chạy mau, nó sẽ ăn thịt chúng ta đấy. Sóc con, lên lưng bác cổng đi, nhanh lên. Thiệt là tức quá đi, ta chỉ muốn đến trò chuyện một chút thôi, sao bọn chúng lại cứ phải chạy như gặp ma thế hả? Ta đáng sợ thế sao? Đáng sợ thế sao? Ôi, ôi da, đau quá. Kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của ta hả? Tôi xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Thì ra là con sóc đáng ghét kia. Được lắm, lần này thì ngươi không thể thoát khỏi tay ta đâu. À, đau, đau quá. Định chạy trốn hả? Đừng có mơ nha. Ê, không, không, tôi nào dám trốn. Chỉ là tôi quá sợ trước quy danh của ngài thôi. Xin ngài hãy tha chết cho tôi. Đồ lẻo mép, ngươi cũng biết nịnh hót cờ đấy. Nhưng lần này thì ngươi chết chắc rồi nhé. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Xin ngài sáu dũng mãnh, hãy tha cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ gầy gò ốm yếu như thế này. Ngài ăn thịt tôi thì có bỏ bàn gì chứ. Ngươi nghĩ ngươi nói như vậy là ta sẽ tha cho ngươi hay sao? Từ trước đến nay ta đã ghét cay ghét đắng ngươi. Mọi loài đều tỏ ra yêu mến ngươi, hay cho ngươi đồ ăn. Còn ta rất muốn chơi, nhưng khi đến gần, ai nấy đều sợ hãi và bỏ chạy. Tại sao? Tại sao hả? Nói đi, tại sao? Ê, chuyện này, tôi...
ta nghĩ kỹ rồi. Nếu không có ngươi thì chắc chắn mọi người cũng sẽ yêu mến ta. Ta nhất định sẽ loại trừ ngươi. Xin ngài sói, xin ngài hãy tha cho tôi. Nếu ngài tha cho tôi sẽ bày cho ngài cách để được mọi người yêu mến. Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Dạ, ý con là nếu ngài tha cho con sẽ chỉ ngài cách mọi người sẽ yêu quý ngài, sẽ reo cười và chào đón mỗi khi ngài xuất hiện. Ngài sẽ thấy tất cả con vật đều yêu quý và mong muốn được vui chơi với ngài. Có thật là ngươi sẽ bày cho ta cách không? Đúng vậy thôi ngài. Được, vậy ngươi hãy nói cho ta biết làm thế nào để ta có thể được vui vẻ như nhà ngươi và được mọi người yêu mến như vậy. Được, vậy ngài hãy thả tôi ra, tôi mới có dũng khí nói tiếp. Chứ ngài tóm tôi như thế này, tôi đang sợ run ngồi lên, có nói được gì đâu chứ. Được rồi, hãy nhớ giữ lời hứa đấy. Nếu ngươi định lừa ta thì không xong với ta đâu. Nhất định thế rồi thưa ngài sói. Tôi xin thề sẽ giữ đúng lời hứa. Này, ngươi định phản bội lời hứa phải không? Ngươi định lừa ta phải không? Không, không. Tôi đương nhiên không bao giờ sai lời hứa. Chỉ là tôi muốn lên chỗ cao này để vừa nói vừa minh họa cho ngài hiểu rõ hơn thôi. Có lý. Đúng là ở trên cao mà minh họa thì ta sẽ dễ hiểu hơn đấy. Sao rồi? Ngươi nói cho ta nghe lý do đi. Tại sao loài sóc các ngươi lại được mọi loài yêu mến như vậy chứ? Loài sóc chúng tôi vui vẻ vì chúng tôi vốn hiền lành và chẳng bao giờ làm điều ác cho ai cả. Còn các ngài, lúc nào cũng chỉ biết tìm cách để hãm hại người khác. Các ngài độc ác, và cái độc ác ấy nó bóp thắt tim gan ngài lại rồi. Ta hiểu rồi. Nếu vậy, từ giờ ta sẽ sống hiền lành. Ta sẽ thân thiện với mọi người. Vô ích thôi. Bởi bản chất nó đã ngấm vào máu rồi thì khó thay đổi lắm. Tôi e ngày mãi mãi không thể thay đổi được. Ai bảo ngươi như vậy chứ? Đừng có lảm nhảm nữa. Ta sẽ bắt lấy ngươi. Này, tôi mới chỉ nói một câu để thử ngài thôi mà ngài đã lồng lộn lên. Nóng nảy như thế thì bảo sao có thể thay đổi và được mọi người yêu mến được cơ chứ? Này, này, đồ sóc lẻo mép. Ngươi rõ ràng định nguyền rủa ta với những lời độc địa. Ngươi hãy xuống đây cùng ta. Ta chắc chắn sẽ không ăn thịt ngươi. Ấy, ấy, tôi không có vinh dự đó. Tốt nhất tôi nên bảo vệ tính mạng của mình. Ta nghĩ rằng ta sẽ đối xử tốt với các ngươi. Thôi, ngài vẫn giữ bản tính độc ác bản năng thì ngài hãy cứ gặm nhấm với nỗi cô đơn ấy đi. Tạm biệt ngài nhé. Cảm ơn vì đã tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận và không để rơi vào tay ngài một lần nữa đâu. Tôi đi đây. Con sóc kia, quá đáng mi treo ngươi. Lên mặt dạy đời ta hả? Lần sau ta nhất định sẽ không tha, không tha cho ngươi đâu. Cứ đợi đấy, con sóc đáng ghét. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Không những chiến thắng, Gia Cát Lượng còn bắt sống được chủ tướng Vương Mạnh Phạch và áp giải về doanh trại. Gia Cát Lượng không giết, không làm nhục mà còn mở tiệc long trọng để khoan đãi Vương Mạnh Phạch, rồi thả hắn về để tiếp tục giao đấu. Lần giao đấu sau, Mạnh Hoạch lại bại dưới tay Gia Cát Lượng và lại bị ông bắt sống. Cứ như thế, Gia Cát Lượng vừa bắt vừa thả Mạnh Hoạch hết 6 lần, cho đến lần thứ 7.
Chúng ta đã giao tranh qua lại hết 7 lần rồi, và ta cũng đã bắt và thả ông đủ 6 lần. Lần này là lần thứ 7 tôi thả ông về. Thế ông có muốn đấu tiếp với tôi không? 7 lần giao tranh đều nhận đủ cả 7 lần thất bại. Tôi không muốn thất bại thêm một lần nào nữa. Ngài thực sự là một con người với tài trí phi thường, khiến tôi vô cùng nể phục. Tôi không còn gì để nói nữa. Nói vậy ý ông là... Sau những gì ngài đối xử với tôi, thì tôi nhận thấy ngài không những mưu cao trí lớn mà còn rất có lòng hòa giải. Vì vậy tôi bằng lòng rút quân. Người miền Nam do tôi làm chủ sẽ không bao giờ làm phản nữa, mà sẽ quy phục triều đình một cách hoàn toàn. Ngài thấy thế nào? Tốt, tốt lắm. Hòa giải chính là điều mà tôi hướng tới. Hai miền Nam Bắc thống nhất là nguyện vọng lớn nhất của tôi, cũng như triều đình. Vậy thì tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường trở về thành đô để báo tin vui cho hoàng đế biết. Vậy tôi sẽ tiễn ngài một đoạn. Chúc ngài và đội quân lên đường bình an. Cảm ơn vương gia, làm phiền vương gia rồi. Vương gia hãy quay về đi. Con sông Lô Thủy này sao đột nhiên nước lại chảy mạnh và xiết thế? Lần trước qua đó ta có thấy thế đâu. Thừa tướng không biết rồi, khi ngài tới đây đúng vào mùa nước lặng, cho nên nước sông mới hiền hòa như vậy. Còn giờ đã là mùa nước lên, nước chảy sức mạnh và xiết. Vậy sao? Nước chảy xiết thế này thì thật nguy hiểm, chỉ e thuyền của chúng ta không thể qua được. Làm thế nào bây giờ? Nếu như ngài có thể đợi thêm một thời gian nữa, đúng vào mùa nước lặng năm sau, thì có thể trở về bình an rồi. Như thế thì lâu quá, ta sợ không đợi được. Không còn cách nào khác sao? Vậy thì có một cách, đó là phải có vật hiến tế ném xuống sông. Nước sông sẽ tự động dịu xuống, ngài có thể qua sông một cách an toàn. Vật tế ư? Đó là gì? Dạ, đó là 50 thủ cấp của đàn ông. Chỉ cần vất 50 thủ cấp xuống sông thì nước sông sẽ tự động hiền hòa trở lại. Cái gì? 50 thủ cấp đàn ông ư? Hả? Trời ơi, nghĩa là chúng ta sẽ phải hy sinh thủ cấp của mình ư? Những 50 cái đó có lẽ nào... Ngoài cách đó ra, không còn cách nào sao? Không có, đây là cách nhanh nhất. Chỉ là 50 thủ cấp thôi mà. Quân lính của ngài đông như vậy, mất đi 50 người có đáng là bao? Coi như là tử trận trên chiến trường thôi. Vương gia, ngài nói nghe có vẻ đơn giản quá. 50 thủ cấp là 50 mạng người đó. 50 mạng người cũng chỉ là 50 tên lính mà thôi. Nếu bọn họ không bỏ mạng ở chiến trường thì bỏ mạng ở đây cũng là một cách hy sinh cao cả. Bằng không cứ cho thuyền qua sông, đến khi không cầm cự được, số quân bỏ mạng phải lên đến hàng trăm. Ngài cứ việc xem xét đi. Nhưng mà... Thừa tướng, đôi khi chúng ta phải tàn nhẫn một chút. Xét phần ít thiệt hại nhất thì mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ được. Nhưng hy sinh như vậy có đáng hay không? Họ có phục không? Đáng chứ. Ngài là thừa tướng, họ là quân của ngài. Ngài bảo họ chết, họ không phục cũng không được. Hỏi các anh em binh lính, nếu 50 trong số các người phải hy sinh thủ cấp của mình để giúp gia thừa tướng về thành đô, mọi người có sẵn sàng không? Tôi theo gia thừa tướng đã lâu, chỉ cần ngài muốn, dù có xông vào biển lửa tôi cũng cam lòng. Tôi cũng thế. Tốt, vậy ta cần 50 người, các người hãy tiến lên phía trước đi. Gia thừa tướng, càng ngày tôi càng thấy khâm phục ngài. Ngài còn có một đội quân hết mực trung thành và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho ngài nữa. Các người hãy lần lượt để lại thủ cấp của mình đi. Ai sẽ làm trước? Tôi sẽ làm trước. Dừng lại.
không ai phải hy sinh cả. Tôi đã có cách vượt sông Lâu Thủy rồi. Gia thừa tướng, ngài có cách rồi ư? Sông này cần vật hiến tế đúng vậy không? 50 cái thủ cấp đúng không? Được, sẽ có 50 thủ cấp, nhưng không nhất thiết phải là thủ cấp thật. Ý ngài là kho lương thực của chúng ta còn bột mì không? Dạ có thưa thừa tướng. Vậy tốt rồi, các người hãy lấy bột đó nặng thành 50 cái bánh có hình giống đầu người, sau đó nhồi nhân thịt vào và ném xuống sông thành vật tế đi. Liệu có được không? Bánh đầu người sao có thể thay thế với thủ cấp của người thật được? Đây chẳng phải chuyện đùa đâu gia thừa tướng à. Phải đó, liệu có ổn không? Ta nghĩ sở dĩ cần phải lấy thủ cấp để hiến tế bởi nó có thịt và cả máu. Giờ chúng ta lấy thịt lợn thay cho thịt người, lấy vỏ bánh thay cho hình đầu người, chắc chắn sẽ ổn thôi. Các người hãy làm theo ta đi. Hãy làm 50 cái bánh man đầu đi. Rõ thưa thừa tướng. Tuyệt quá rồi, chúng ta có thể qua sông rồi. Bánh man đầu đã thế mạnh chúng ta. Man đầu muôn năm, gia thừa tướng muôn năm. Gia thừa tướng muôn năm. Nhờ những chiếc bánh man đầu mà đội quân của Gia Cát Lượng đã vượt sông an toàn. Từ đó trong dân gian lưu truyền về loại bánh này và còn tồn tại đến ngày nay với tên gọi bánh bao. Món bánh bao hiện nay được rất nhiều người ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản gọi bằng Nikuman, Hàn Quốc, Thái Lan gọi là Salapao, Myanmar gọi là Pakshi ưa thích và ăn nhiều. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của người đàn ông vô gia cư Billy Ray Harris, 55 tuổi, sống dưới gầm một cây cầu tại thành phố Kansas, Hoa Kỳ. Ông Billy mấy hôm nay bị mệt đúng không? Tôi thấy sắc mặt ông tệ lắm. Không ai thuê ông làm gì thì chẳng có gì bỏ bụng mất. Tôi nghĩ lúc túng bẩn thế này, ông bán cái sợi dây chuyền cũ ấy đi cũng mua được chút lương thực mà. Sợi dây chuyền này là kỷ vật duy nhất tôi còn giữ được để tìm lại người thân. Sao tôi có thể bán đi chứ? Mọi người đừng có lo, lát tôi ra phố xem có ai thuê gì thì làm, trưa thì ngồi xin ít tiền lẻ. Đã hơn 20 năm rồi, bạc vô âm tín, hy vọng mong manh lắm. Thôi, chúc ông hôm nay may mắn hơn, sẽ kiếm được chút gì ăn nha. Mình đói quá, chẳng chịu nổi nữa. Chắc hôm nay chẳng được ai thuê gì rồi. Chỉ còn lại vài sen lẻ, chẳng đủ mua chiếc bánh mì nữa. Tội nghiệp ông ấy quá, ngồi giữa trời lạnh thế kia. Bác ơi, bác hãy mua chút gì ăn đi, kẻo đói. Hôm nay đài dự báo sẽ lạnh hơn, chỉ lát nữa tuyết sẽ rơi dày đó ạ. Bác đừng để bị đói nha. Cô tốt bụng quá, cảm ơn cô rất nhiều. Tạm biệt bác. Cô gái ấy thật ấm áp. Chiếc nhẫn này cả ngày chỉ có cô gái ấy dừng lại. Vậy là cô ấy đã đánh rơi lúc cho mình tiền rồi. Nó
rơi ở đâu được chứ? Sao mình lại bất cẩn thế này? Chiếc nhẫn kim cương hơn 4.000 đô la lại là vật đính ước vô giá, không thể đánh mất được. Chiếc nhẫn này không phải của mình, chủ nhân nó chắc chắn đang đi kiếm tìm. Huống hồ cô gái ấy tốt bụng như vậy, mình không thể vì mưu lợi bản thân mà làm chuyện thất đức được. Mình sẽ ở lại đây, chủ nhân chiếc nhẫn chắc chắn sẽ quay lại. Cô đang tìm nó đúng không? Dạ, cảm ơn ông. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Thật ra tôi đã nghĩ sẽ bỏ đi khỏi đây. Cô biết đấy, tôi là một người vô gia cư khốn khổ. Chiếc nhẫn có thể giúp được tôi rất nhiều. Thứ lỗi cho suy nghĩ rất tệ ấy của tôi. Tôi hiểu. Thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Ông có tấm lòng thật lương thiện. Chiếc nhẫn đến hôm nay, nó thật sự vô giá với tôi và chồng sắp cưới. Có thể cho vợ chồng tôi mời ông một bữa tối được không? Chúng ta hãy làm điều gì đó giúp cho Billy anh nha. Em đang nghĩ tới việc gây quỹ online cho ông ấy á. Ừ, phải đấy. Mình chia sẻ câu chuyện về Billy và việc ông trả lại chiếc nhẫn kim cương cho chúng ta lên các trang mạng xã hội đi. Em xem nè, anh vừa mới chỉ khoe mấy người bạn về chuyện được một người vô gia cư nghèo khó trả lại chiếc nhẫn đính hôn kim cương, mà họ đã đề nghị được giúp đỡ gì đó cho ông ấy rồi. Lòng tốt của Billy xứng đáng được đáp trả. Người đàn ông vô gia cư trả lại chiếc nhẫn kim cương. Hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết về câu chuyện cảm động này đi. 3 tháng sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Việc gây quỹ cho Billy đã vượt quá kỳ vọng của chúng ta chỉ trong 3 tháng. Ông ấy xứng đáng được mọi người quan tâm và yêu mến. Là Billy đấy. Và thật đặc biệt, sau khi Billy Ray được xuất hiện trên TV, thì những thành viên khác trong gia đình ông đã bị lạc nhau 16 năm và họ tưởng rằng ông đã chết, lại có thể tìm thấy ông. Giờ đây, tôi cảm thấy mình là người may mắn thật sự. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã ban đến điều kỳ diệu mà tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến. Chính bác mới là một điều kỳ diệu tuyệt vời nhất mà cháu từng được biết đến. Bác xứng đáng có được hạnh phúc mà. Nhờ một quyết định đúng đắn và chính trực, giữ lấy chiếc nhẫn đặc biệt nhưng không phải của mình để chờ chủ nhân quay lại, nhờ có lòng tử tế của một người xa lạ, thì Billy Ray đã không còn là một người vô gia cư nữa. Câu chuyện này giống như một bộ phim. Nó cho chúng ta thấy rằng những điều kỳ diệu là có thật.